Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Người tìm xác, tác giả Lạc Lâm Lan. Chương 326, một đêm đổ sụp. Tôi nghĩ bên dưới khu phế tích này chắc hẳn còn nhiều thi thể khác, nên tiếp tục đi tới. Muốn xem ở phía dưới còn hài cốt của những người khác hay không, biết đâu lại phát hiện ra vài đầu mối hữu dụng khác. Tôi chưa đi được mấy bước thì cảm nhận được một bộ thi thể, là của trưởng thôn Ngu A Căng. Ông ấy nghe được tiếng động xong thì chạy ra khỏi nhà định gọi mọi người nhanh chóng chạy đi. Ai ngờ ông ấy bị đất bùng trên núi đổ xuống vùi lấp mất. Trong ký ức của ông ấy, tôi lấy được một đầu mối rất có ích. Trong lần lên núi tìm người kia, Ngu A Căng không cẩn thận bị tách ra với mọi người. Đúng vào lúc này ông ấy lại phát hiện ra hang động bí mật mà người trong thôn tìm mãi không thấy nhưng lúc ấy ở cửa hang động lại có một bóng người liên tưởng tới ông trưởng thôn cũ cùng những người dân trong thôn mất tích trước đấy ngu a căng cảm thấy sợ nên không dám tùy tiện đến đó ông ấy từ từ bò vào bụi cỏ lẳng lặng quan sát ngu a căng nhanh chóng nhìn thấy mấy gã quỷ nhật bản đang áp giải những người dân trong thôn bị mất tích trước đó ra khỏi động tiếp đó có một gã lính nhật có hình dạng quái lạ đi theo sau ông ấy thấy gã lính nhật kỳ dị này chỉ vung tay ba cái đã giết sạch mấy người dân trong thôn kia ngưu a căng nằm sắp trong bụi cỏ nhìn lén sợ đến tè ra quần ông ấy thấy tên lính nhật kia không hề có vũ khí gì hắn đã dùng tay không xé xác những người dân trong thôn còn sống sợ sợ đó sau đấy một cảnh kỳ lạ hơn đã xảy ra tên lính nhật kia giết người xong thì cầm mảnh thi thể ở dưới đất đưa lên miệng bắt đầu ăn đến đây thì ngưu a căng đã quá sợ hãi không chịu được nữa nên phải hốt hoảng chạy về những người dân khác trong thôn thấy ông ấy trở về thì vội vã nói họ phát hiện trong rừng có giày cỏ của một trong những người bị mất tích kèm theo vũng máu trên đất ngưu a căng vội vàng dẫn mọi người xuống núi nhưng ông ấy không hề hé răng nói với ai nữa chữ về chuyện mà mình đã nhìn thấy bởi vì ông ấy hiểu họ không thể đến chỗ hang động kia được nữa và cả khu rừng này cũng vậy nếu muốn sống tốt thì chỉ có thể để mọi người loanh quanh trong thôn không thể tiếp tục vào rừng nữa. Ký ức của Ngu A Căng kết thúc khi ông ấy bị vùi lấp trong đống đất. Hẳn sau khi có núi lở, những người dân trong thôn còn may mắn sống sót đã lập tức dọn đi chỗ khác. Họ còn không kịp đào bới và trông cất các thi thể của người trong thôn. Lúc này trời đã tối, tôi nghĩ xung quanh đây đều là hài cốt của những người chết từ vài chục năm trước. Không biết ban đêm phải ngủ như thế nào đây? Đinh Nhất nhận ra sự lo lắng của tôi nên nói với La Hải và Cổ Thu Giang, hay chúng ta qua chỗ tường đổ lúc trước dựng lều đi. Tôi cảm thấy âm khí nơi này quá nặng. La Hải và Cổ Thu Giang đều không quan trọng. Hai người họ quanh năm tiếp xúc với người chết nên đã chẳng còn sợ mấy cái âm khí nặng hay không nặng. May mà chú Lê cũng hiểu nếu tôi còn ở đây sẽ liên tục cảm nhận được ký ức của người chết bên dưới. Vậy thì không thể nào nghỉ ngơi được, nên chú ấy cũng đồng ý với Đinh Nhất, đi ngược lại đến chỗ lúc trước để hạ trại. Quả đúng không sai, Tới chỗ bên này tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều, xem ra năm đó người dân của thôn Đầu Châu gặp nạn đều đang ở trong nhà mình, bởi vì lúc ấy đã rất khuya rồi, họ đều đang ngủ. Cổ Thu Giang nhanh tay nhóm một đống lửa, sau đó anh ta ra ngoài với La Hải, tôi tò mò hỏi chú Lê rằng hai người họ đi đâu. Chú Lê cười thần bí nói một lát sau tôi sẽ biết. Thấy chú Lê giả vờ thần bí, tôi bèn quay sang hỏi đinh nhất, anh có biết không? Nhưng Đinh Nhất lại nhún vai, nói, không biết, chắc họ đi tìm nước. Chốc lát sau, tôi thấy hai người họ vừa đi vừa cười nói từ đằng xa về, nhưng lúc này lại có thêm hai con gà rừng. Xem ra chúng tôi có thịt rừng để ăn rồi, nước bọt của tôi lập tức ứa ra. La Hải đến, thấy hai mắt tôi sáng rỡ thì anh cười và nói, thèm rồi hả? Lát nữa cậu có lọc ăn. Tay nghề của anh cổ rất tuyệt đấy, lúc không làm việc với anh thì anh ta chính là một đầu bếp xịn đấy. Cổ thu giang cười to, anh cũng không khiêm tốn đâu. Lát nữa để cậu nếm thử món gà rừng nướng đặc biệt của anh nhé. La Hải mang nước họ vừa sách tới đặt lên bếp lửa rồi ngồi xuống, chờ nước sôi sẽ vặt lông gà. Tôi huyết đinh nhất, anh học tập đi, đến lúc chúng ta về nhà cũng nướng ăn thử. Đinh Nhất lại biểu môi nói, chỉ cần cậu có thể kiếm được con gà rừng thì tôi cũng có thể nấu được gà rừng nướng đặc biệt. Tôi lườm anh ta, chẳng biết khiêm tốn gì cả, anh không học thì tôi học, tôi học xong cũng không làm cho anh ăn. Nói rồi, tôi hấp tấp chạy tới chỗ Cổ Thu Giang, nhìn cách anh ta nướng gà. Khi Cổ Thu Giang đưa thịt gà đã nướng xong cho tôi, cuối cùng tôi cũng đã biết cảm nhận của Kim Bảo mỗi lần nhìn tôi nấu cơm cho nó, đúng là trong mòn cả con mắt tôi nhận thịt gà nướng rồi nếm thử một miếng mùi vị kia rất đặc biệt thịt rất mềm thơm và ngon ăn uống no đủ xong chúng tôi bắt đầu bàn bạc chuyện của ngày mai la hải phân tích nếu tiếng động trước khi núi bị lỡ kia thật sự là tiếng nổ vậy có thể lúc ấy mấy người nhật bản đang làm gì đó ở trong hang động mà dẫn đến phát nổ nếu thật sự là như thế thì chỉ sợ cái hang đó đã bị nổ nát rồi chú lê lo lắng nói vậy thì hỏng rồi nếu đúng là bị nổ thật thì chúng ta không thể nào đi vào trong động kia được. Hơn nữa, lúc Oshima coi chi chết, không biết mấy gã người Nhật có đem thi thể của ông ta đi hỏa táng hay không. Không đâu, nếu thi thể bị hỏa táng thì cháu đã không cảm giác thấy tàn hồn của ông ấy rồi. Tôi nói khẳng định. Cổ thu gian thêm củi vào đống lửa, sau đó quay đầu nói với tôi, nếu thế, rất có thể thi thể của Oshima Koichi sẽ bị chôn ở ngoài động vậy thì chúng ta có thể dễ dàng tìm được hơn nhiều. Tôi biết anh ta nói đúng, nếu vài chục năm trước hang động kia đã bị tiếng nổ lớn làm cho đổ sập, vậy thì nếu chúng tôi muốn vào trong, chắc phải nhờ đến đội mở núi mới được mất. Nhưng nếu Oshima Koichi được mai táng ở bên ngoài, thì chỉ cần tôi có thể tìm được khu vực chôn xác của ông ấy là được rồi. Chúng tôi bàn bạc ổn thỏa xong bèn trở về lều của mình để đi ngủ ngủ chung với chú Lê đúng là chuyện đau khổ nhất trần đời. Lão già này vừa đặt lưng xuống không đến một phút là lại bắt đầu ngáy khò khè. Tôi lấy túi ngủ che đầu mình, vất vả lắm mới thiếp đi được. Nhưng khi ngủ thì tôi bắt đầu gặp ác mộng, mơ thấy Oshima coi chi mặt mũi thối rửa liên tục nói chuyện với tôi bằng tiếng Nhật. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm giác cả người đau nhức như thể bị xe cán qua vậy. Tôi kể cho bọn họ nghe chuyện đêm qua mình mơ thấy Oshima Koji nói chuyện với mình bằng tiếng Nhật. Chương 327: Đá tảng chặn đường. Khi tôi vắt đôi mắt gấu mèo ra nói cho họ biết mình mơ thấy ác mộng, Đinh Nhất cười ầm lên, cái gì mà Oshima Koji chứ? Rõ ràng chính là chú Lê ngáy ngủ mà. Tôi lập tức phàn nàn với chú Lê, chú đáng mến à, đêm qua cháu bị chú hại đến khổ luôn chú Lê giả vờ vô tội nói chú ngáy ngủ à sao chú lại không biết nhỉ tôi chỉ biết câm nín xem ra sau này nếu không phải là bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể ở chung phòng với lão ấy được trừ phi anh tự nhận tiếng ngáy của mình là đệ nhất thiên hại ăn sáng xong tôi dựa vào ký ức của hai người dân trong thôn kia đi tìm con đường nhỏ lên núi dù sao đấy cũng là chuyện của mấy chục năm trước trước kia con đường đó được trải một lớp đá Chắc giờ đã bị có dại phụ kính hết rồi. Chúng tôi dành vài giờ đi tìm, cuối cùng cũng tìm được một đầu của con đường nhỏ. Đi dọc theo con đường này hơn một tiếng, chúng tôi đến được khu rừng rậm có địa thế tương đối phức tạp. Chú Lê lấy la bàn ra xem xung quanh, kim đồng hồ trên la bàn không có gì dị thường, nhưng chú lại nói với La Hải, địa thế của nơi này trên lệch rất lớn, rất có thể đây là nơi bị lỡ núi năm đó la hải cũng nhìn cẩn thận xung quanh rất có thể là như vậy chúng ta đi chậm một chút đi quanh chỗ này vài vòng tôi biết ý của la hải là muốn để tôi cảm giác xem có hài cốt của oshima kochi ở gần đây không tiếc là chúng tôi đi tới đi lui mấy vòng nhưng vẫn không cảm giác được gì có phải chúng ta tìm nhầm chỗ không có lẽ nơi này không phải là trung tâm của vụ nổ tôi nghi ngờ hỏi nhưng cổ thu giang lại lắc đầu Bích tích núi lở ở đây rất rõ ràng, dù không phải thì hẳn cũng ở gần đây. Chúng ta tìm tiếp xem sao. Chúng tôi tiếp tục tăng phạm vi lục soát. Lần này hình như tôi cảm giác được cái gì đó, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể cảm nhận được rõ ràng. Thế là tôi đi theo cảm giác mơ hồ đó về phía trước, đi mãi cho đến khi trước mặt tôi xuất hiện một khối núi đá rất lớn. Tôi không nói quá đâu, khối núi đá này giống như một tòa nhà hai tầng loại nhỏ vậy. Nó cứ đột ngột xuất hiện ở trước mắt chúng tôi như thế. La Hải nhìn núi đá kia và nói, đây chắc hẳn là rơi từ trên núi xuống, nhìn có vẻ cao nhưng không quá dày. Tôi cẩn thận đến gần khối đá lớn kia, phát hiện đây chỉ là một khối đá vôi rất bình thường, bên trên có nhiều kẻ nứt. Tôi khẽ chạm vào tảng đá, cố gắng cảm nhận thứ phía sau nó. Bên dưới tảng đá này có thi thể, là một lính gác người Nhật. Anh ta bị tảng đá rơi xuống đè chết, thi thể đã bị đập bẹp, tôi chậm rãi nói. "Thật sao? Tốt quá, rất có thể đằng sau tảng đá này là cửa động bí mật lúc trước." Cổ Thu Giang vui mừng. Nhưng tôi thì không hề vui chút nào, vì cho tới bây giờ, tôi cũng không cảm nhận được chút tin tức nào của Oshima Koichi. như vậy chứng tỏ ông ấy không được chôn ở gần đây. Nếu thi thể của ông ấy vẫn còn ở trong động, thì chẳng phải là vô ích rồi sao? La Hải nhìn khuôn mặt chán nản của tôi thì cười nói, tiến bảo, cậu đừng sốt ruột, có lẽ chúng ta có thể phá hủy được tảng đá kia chưa biết chừng. Sao mà làm được ạ? À? Dù đây là đá vôi nhưng cũng không thể đụng vào một cái là nát ra được. Tôi không tin. Lúc này Cổ thu Giang nhặt một khối đá ở dưới đất lên, đi tới rồi gõ nhẹ lên tảng đá kia. Sau đó anh ta tự tin nói với chúng tôi, chắc là được thôi để anh cùng thằng la thử một chút thì biết ngay tôi thở dài nếu các anh không sợ lãng phí sức lực thì cứ thử đi nói rồi tôi tìm một khối đá to bằng chậu rửa mặt đặt mông ngồi lên trên la hải và cổ thu giang cũng không để ý tới tôi hai người họ đi tìm thứ gì đấy một lát sau mỗi người ôm một bó cành cây trở về sau đó họ bắt đầu đốt một đống lửa bên dưới tảng đá vì muốn lửa cháy mạnh hơn Bọn họ lại tiếp tục đi nhặt cành cây, nhìn họ bận rộn và cả mồ hôi, nếu cứ tiếp tục mặc kệ như vậy cũng không tốt, tôi cũng không đến mức mặc dày nhìn họ làm còn mình chơi nên cũng đi nhặt cành cây với họ. Đinh Nhất thấy tôi đi nhặt củi thì cũng qua giúp cùng, chúng tôi cứ chạy tới chạy lui nhặt được rất nhiều củi, một lúc lâu sau tôi mệt đến mức không thể nhặt được nữa nên đặt mông về lại tảng đá, nhìn họ tiếp tục ném thêm củi vào đống lửa. Không biết đốt mất bao lâu chỉ biết khi tôi đến gần tảng đá này cảm giác nó vô cùng nóng la hải nói đã được rồi sau đó anh ấy chạy tới chỗ suối nước nhỏ gần đấy múc mấy thùng nước rồi nói với chúng tôi rằng mọi người lùi về phía sau xa xa không lát nữa đá văng vào người đấy nói rồi anh hất hết nước vào tảng đá đã được đốt nóng rực ban đầu có một đám khói trắng bốc lên sau đó là vài tiếng nứt cổ thu gian lại tiếp tục dội thêm một thùng nước nữa trong nhây mắt Tôi nghe thấy tiếng động rất lớn, nhìn kỹ mới thấy khối đá lớn này đã rơi ra một đống đá vụn lớn. Tôi hiểu ngay đây là nguyên lý gì, thì ra đầu tiên họ nung đỏ tảng đá lên, sau đó lại dội nước lạnh lên nó. Việc này sẽ khiến tảng đá vôi vốn không quá rắn chắc nhanh chóng nổ tung. Nó giống như khi bạn đổ nước sôi vào một cái cốc đang lạnh, cái cốc đó sẽ bị nứt ngay vậy. Tôi nhìn thành quả mà không ngừng thầm bội phục mấy anh trai tay to này lợi hại mặc dù là cách cũ rích nhưng nó lại thực dụng trong tình huống bây giờ la hải đi tới xem xét sau đó quay sang nói với cổ thu giang đốt thêm một lần nữa là được thế là cổ thu giang lại đệm thêm ít đất sau đó đốt một đống lửa tôi thấy có hy vọng nên cũng có động lực tiếp tục đứng dậy đi nhặt củi với họ cứ như vậy chúng tôi loanh quanh hơn một giờ lần này đá vụn rơi xuống càng nhiều hơn tôi còn tưởng rằng phải đốt lửa thêm một lần nữa nhưng cổ thu giang lại bê tảng đá mà vừa nãy tôi ngồi lên, sau đó nhẹ nhàng ném về phía tảng đá vôi đã sớm tan nát, tiếng rắc vang lên, tảng đá lập tức bị nứt từ giữa, sau đó vỡ tung lăn ra khắp nơi. Khi xong hết mọi việc, chúng tôi thấy một cái cửa hang đen ngầm xuất hiện trước mắt. Đinh Nhất lấy đèn pin ra và chiếu vào trong, nhưng tia sáng giống như bị bóng tối nuốt chửng, không nhìn thấy rõ thứ gì cả. Đinh Nhất còn định đi vào thì bị La Hải giữ lại. Anh ấy lấy trong ba lô của mình ra cây nến chỉ còn một nửa, sau đó dùng bật lửa đốt nến lên rồi nói với chúng tôi, "Tôi đi trước, mọi người theo sau, nếu cây nến này bị tắt thì chứng tỏ bên trong không có dưỡng khí, chúng ta chỉ có thể tạm thời quay trở ra." Chương 328: Có hang động khác. Chúng tôi nghe theo La Hải, cả đám cẩn thận đi theo sau anh, ngọn nến anh cầm dù không cháy mạnh nhưng cũng không có tình trạng muốn tắt. Vừa vào trong động, Tôi cảm giác trong này lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Tôi dùng đèn pin nhỏ chiếu xung quanh, phát hiện đây là hang động đá vôi được hình thành dưới mặt đất khá điển hình. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ không lớn, nhưng bên trong đúng là khác biệt. Nếu như tôi không nhận nhầm thì đây chính là hang động thần bí trong ký ức của Oshima Koichi. Nhưng tôi cảm giác bên trên hơi khác một chút, đặc biệt là đám nhũ đá rõ ràng có vết tích bị đứt gãy. Loại cảm giác mơ hồ vừa rồi ngày càng trở nên rõ ràng Đáng tiếc nó không đến từ Oshima Koji, mà là một anh lính bình thường, có tên là Iamaguchi Su Sử Kế. Nhưng có một thứ rất đáng được ăn mừng là trong ký ức của Iamaguchi Su Sử Kế, tôi thấy được Oshima Koji. Nhưng Oshima Koji trong ký ức của người này đã trở thành một hình dáng khác. Thì ra ngày đó sự quyết Oshima Koji là theo mệnh lệnh của Đại tá Kitahara hắn đệ lính của mình tiêm vào người Oshima coi chi thuốc chiến sĩ siêu cấp, hơn nữa còn là lượng thuốc khá lớn. Đại tá Kitahara nói, đây chính là sự tận trung cuối cùng của cậu ta đối với đế quốc. Lúc trước, vì cân nhắc đến sự an toàn của những binh lính tham gia thí nghiệm, nên liều lượng được tiêm vào người họ đều được Oshima coi chi nghiên cứu rất cẩn thận. Nhưng lượng thuốc tiêm vào người Oshima Koichi vượt quá mức bình thường, chỉ một phút sau khi bị tiêm, ông ấy run rẩy rồi chết đi. Nhưng đáng sợ là chuyện xảy ra sau đó, sau khi Oshima Koichi tắt thở được mấy phút, cơ thể của ông ấy lại rung lên bần bật như bị phê thuốc kích thích, sau đó ông ấy xoay người rồi đứng thẳng lên. Tất cả những quân y và binh lính có mặt đều rất sợ hãi, vì những người thực sự biết bí mật của chiến sĩ siêu cấp chỉ có nhóm quân y tham gia thí nghiệm đó, nên những binh lính lại tưởng rằng Oshima Koichi là xác chết vùng dậy. Họ lập tức giơ súng lên bắn. Nhưng sau khi tiếng súng vang lên, Oshima Koichi không hề ngã xuống mà lại nhào tới người lính vừa mới nổ súng để cắn xé, tên lính kia hét lên thảm thiết. Những binh lính khác cũng sợ đến choáng váng, quên cả nổ súng. Ngược lại, có một vị quân y tên là Sato Suichi không đành lòng nghe tiếng hét thảm của tên lính kia nên móc súng trên người ra bắn chết tươi người lính đang bị Oshima Koichi cắn xé máu me đầy mình. Lúc này Oshima Koichi đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, ông ấy không còn để ý gì xung quanh nữa mà ăn sống thi thể của người lính vừa rồi, khiến những quân y không chịu được mà nôn ra. Sato Suichi vốn có quan hệ rất tốt với Oshima Koichi, ông ta cũng ủng hộ suy nghĩ của Oshima Koichi, nhưng ông ta thật sự quá nhát gan, không dám nói ra suy nghĩ của mình. Giờ thấy kết cục của Oshima Koji, ông ta càng không dám phản đối kế hoạch chiến sĩ siêu cấp nữa. Những quân y khác không biết phải làm gì bây giờ, bèn nhìn hết về phía Sato Suichi. Thật sự ông ta cũng không có cách gì, nhưng qua quan sát tình trạng hiện giờ của Oshima Koji, ông ta phát hiện mặc dù Oshima Koji không có nhân tính, nhưng khi ông ấy có thức ăn thì sẽ không phát cuồng nữa, thậm chí còn rất biết nghe lời. Thế là ông ta bảo binh lính làm một cái lòng bằng gỗ không lớn lắm, tạm thời nhốt Oshima Koichi vào trong đó. Thi thể bị ông ấy xé nát chắc cũng đủ ăn mấy ngày rồi. Thời gian sau đó, những binh lính tham gia thí nghiệm trước đó đều lần lượt chết đi. Sau khi chết, chỉ mấy tiếng sau là họ lại sống dậy. Mặc dù sức lực rất lớn nhưng lại không đến mức không thể khống chế được. Dưới tình huống bình thường chỉ cần năm, sáu người cũng đủ khống chế họ. Nhưng Oshima Koichi thì khác, ông ấy càng thêm tàn bạo, khát máu hơn những binh lính kia nhiều và có khát vọng rất lớn với thịt tươi, một khi không thể kịp thời cung cấp thịt người, ông ấy sẽ nổi cơn điên đi tập kích binh lính. Mà một khi bị ông ấy cắn bị thương, chẳng mấy chốc người đó cũng sẽ biến thành quái vật. Nhưng một quái vật đáng sợ như vậy lại là báu vật ở trong mắt đại tá Kitahara. Hắn còn mộng tưởng dự định chế tạo ra một nhóm chiến sĩ siêu cấp giống Oshima Koji. Vì muốn cung cấp càng nhiều thịt người cho Oshima Koji, đại tá Kitahara ra lệnh đi bắt những người dân đi lên núi ở thôn gần đấy. Những người dân bị bắt được nhốt trong hang động, đầu tiên là để những chiến sĩ siêu cấp bình thường luyện tập, đến lúc sắp chết thì ném cho Oshima Koji. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao người Trung Quốc lại gọi lính Nhật Bản là quỷ bởi vì họ thật sự quá mức nhân tính, giống hệt như ác quỷ bước ra từ địa ngục vậy. Ký ức cuối cùng của Yamaguchi Su sự kế là trong một ngày đang trên đường đi tuần tra, đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng vang rất lớn, tiếp đấy anh ta cảm giác xung quanh liên tục có những tảng đá rơi xuống. Kết quả khi anh ta định chạy ra ngoài đồng thì bị một tảng đá lớn nện thẳng xuống đầu và chết ngay tức khắc. Tôi đi đến bên cạnh thi thể của Yamaguchi Su sự kế nhìn đống đá vụn đóng trên người anh ta, sau đó tôi nói với những người ở đằng sau rằng, phía dưới này có thi thể của một binh lính cấp thấp Nhật Bản. Đây là thi thể thứ hai chúng tôi gặp được kể từ khi vào trong động, năm ấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến đám lính quỷ này bị giết sạch như vậy. Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong hang động, dù dọc theo con đường này có rất nhiều đá vụn, nhưng cố gắng vẫn có thể đi được. Khi đã vào hẳn sâu bên trong, Chúng tôi mới phát hiện ra năm đó đám quỷ Nhật Bản thực sự đã xây dựng trụ sở bí mật ở nơi này. Nhưng không gian nơi này quá lớn, mà thiết bị chiếu sáng trong tay chúng tôi lại có hạn, cho nên chỉ có thể soi sáng được một phạm vi rất nhỏ. Phải di chuyển trong một hang động trống trải đen thui như thế này mà chỉ có một chút ánh sáng, thật sự là một cảm giác rất không thoải mái. Đột nhiên, Đinh Nhất đang đi cạnh đứng khựng lại, tôi biết đây là phản ứng bản năng của anh ta chỉ khi nào gặp được nguy hiểm thật sự mới xuất hiện. "Sao vậy?" tôi hỏi khẽ anh ta. Đinh Nhất lắc đầu, "Tôi không nói được, chỉ cảm giác kề bên này hình như có thứ gì đó." Nghe anh ta nói như vậy, tôi lập tức cảm giác lưng mình lạnh buốt, sau đó hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng tôi không thể nhìn thấy thứ gì. "Này, trong động này, ngoài trừ người chết thì còn có thể có cái gì nữa chứ?" Giọng nói của tôi đã bắt đầu run rẩy. Có lẽ trong lòng quá sợ hãi nên chân cũng run rẩy. Tôi không để ý dưới chân có tảng đá nên bị vấp ngã sỏng xoài ra. Ai ngờ cú ngã này cũng khiến đèn pin trong tay tôi rơi xuống đất. Khi tôi cuốn quyết nhặt đèn pin thì chợt phát hiện, ngay bên cạnh đèn pin có một cánh tay người khô quắc. Chương 329, Sự biến đổi khủng khiếp. Nói thật tôi cũng thấy mất mặt lắm. Mấy năm nay cũng được coi là duyệt qua bao nhiêu xác chết rồi. Sao giờ vừa thấy thi thể đã kinh hoảng như vậy? Đương nhiên chủ yếu là vì không khí nơi này quá khủng bố, lại thêm chuyện vừa rồi đinh nhất bỗng trở nên nhạy cảm. Lúc này mọi người đều nhìn chầm chầm vào cánh tay khô quắt trên đất kia. Đây là một cái thay khô rất bình thường, phần thân dưới cánh tay của thi thể đã bị chôn vùi trong đá. Cách gần như vậy, tôi có thể cảm giác ngay được những ký ức khi còn sống của cổ thi thể này. Người này không phải là ai khác, mà chính là bạn tốt của Oshima Koichi, Sato Suichi. Họ thân với nhau từ hồi học đại học, mà vì trong tên họ đều có chữ Ichi nên thường bị các bạn học gọi đùa là cặp đôi Ichi. Thật ra sau khi Sato Suichi và Oshima Koichi tốt nghiệp đại học xong thì đều về quê làm nghề y, chỉ vì chiến tranh nổ ra nên họ lại phải ở cùng nhau. Tuy Sato Suichi hiểu rất rõ những điều mà Oshima Koichi lo lắng đều là đúng, nhưng ông ta không có can đảm nói ra như bạn mình cho tới khi Oshima Koichi bị Kitahara biến thành quái vật như hiện tại, ông ta lại càng thêm sợ hãi. Nhưng càng dấn sâu vào thí nghiệm, ông ta càng hiểu rõ sự đáng sợ của nó, rất có thể một ngày nào đó những điều mà Oshima Koichi nói đều sẽ trở thành sự thật. Đến lúc đó đừng nói tới Trung Quốc, rất có thể toàn thế giới đều sẽ bị con virus này giết chết. Khi tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn không? chỉ sợ đến lúc đó chính nhật bản cũng sẽ xong đời từ chuyện của oshima koichi sato suichi nhận ra kitahara sẽ không từ mọi thủ đoạn để thực hiện thí nghiệm này chỉ sợ đến khi thí nghiệm kết thúc những quân y như họ hoặc là sẽ giống như oshima koichi hoặc là biến thành thức ăn cho những chiến sĩ siêu cấp này khả năng được sống để rời khỏi hang động này là rất thấp nếu phải như vậy thì thà rằng quyết tâm hủy nơi này đi Đến lúc đó sẽ không có ai biết bí mật của căn cứ nữa. Nhưng vào lúc Sato Suichi muốn tìm cơ hội để ra tay thì lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, khiến kế hoạch của ông ta không thể không áp dụng sớm hơn. Một đêm nọ, Sato Suichi trở về từ phòng thí nghiệm. Ông ta mệt mỏi rã rời chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ỉ bên ngoài. Dự cảm bất thường nảy sinh trong đầu. Sato Suichi còn chưa kịp mặc quần áo lại cho tử tế đã đẩy cửa ra ngoài xem xét. Kết quả vừa ra khỏi ký túc xá, ông ta đón đầu được một đồng nghiệp cùng làm trong phòng thí nghiệm. Người đó nói cho Sato Suichi biết, một binh lính trong khu tạm giam Oshima Koichi bị ông ấy cào. Nhưng bởi vì sợ nên tên lính đó không nói cho mọi người biết, giờ hắn đã phát cuồng, cắn bị thương mấy quân y và binh lính rồi. Sato Suichi nghe mà lòng nặng trĩu, xem ra lần này không thể cứu vãn được nữa rồi nghĩ vậy nên ông ta cả gan tới chỗ đại tá kitahara muốn nói cho hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc hiện giờ ngờ đâu khi ông ta tới gần khu nghỉ của kitahara thì lại nghe thấy bên trong có âm thanh kỳ quái truyền ra có vẻ như ai đó đang ăn gì đấy khi đẩy cánh cửa ông ta thấy một hình ảnh vô cùng đáng sợ đại tá kitahara đang bò trên mặt đất ăn thi thể của một tên lính thấy cảnh này Sato Suichi lặng lẽ lùi khỏi phòng, sau đó lấy súng trên người ra mở chốt an toàn, rồi ông ta hít sâu một hơi, thở ra, lại đẩy cửa đi vào. Lúc này đại tá Kitahara ở trên đất không hề phát hiện có người lại gần, hắn còn đang chuyên tâm ăn món ngon của mình. Sato Suichi cẩn thận bước đến gần, chậm rãi nâng họng súng và chĩa thẳng vào đầu của Kitahara. Sato Suichi biết mưu sát cấp trên sẽ bị tội gì nhưng giờ khắc này ông ta đã không còn quan tâm nữa. Tiếng đoàn vang lên, cơ thể Kitahara nghiêng về một phía rồi ngã xuống đất, ốc của hắn bắn hết lên mặt Sato Suichi. Nhìn đám ốc màu hồng đỏ, Sato Suichi cảm thấy dạ dày mình cuộn trào, nhưng ông ta biết chuyện vẫn chưa xong, muốn tiêu diệt triệt để những quái vật này thì chỉ có một cách thôi. Nghĩ tới đây, Sato Suichi vuốt mặt, sau đó đi đến kho vũ khí khi đội của họ mới tới trú đóng ở đây, Kitahara đã bảo bên quân đội vận chuyển tới một số thuốc nổ tình nguyện trẻ và cất giữ trong kho vũ khí. Nếu ông ta có thể đốt toàn bộ số thuốc nổ này thì hang động bí mật sẽ đổ sụp, đến lúc đó tất cả tội ác ở nơi này cũng sẽ biến mất theo. Kho vũ khí nằm ở trong cùng của hang động, lúc nào cũng có hai lính canh gác bên ngoài, nếu muốn xử lý đám tình nguyện trẻ kia thì nhất định phải giết hai gã lính. Sato Suichi tự nhận mình là người hiền lành từ lúc ông ta theo cuộc chiến đi vào trung quốc đến giờ vẫn chưa hề giết người nào nhưng bây giờ lại phải giết chết đồng bào của mình điều này khiến ông ta khó lòng xuống tay được nhưng khi vừa nghĩ tới chuyện nếu đám chiến sĩ siêu cấp này được thả ra sẽ gây hậu quả nghiêm trọng ông ta không muốn trở thành tội nhân của dân tộc càng không muốn trở thành tội nhân của nhân loại nghĩ vậy ánh mắt ông ta trở nên kiên định và đi tới trước mặt hai lính gác kia ông ta rút súng bắn vào đầu hai người lính đó. Là một bác sĩ, Sato Suichi biết bắn đạn vào nơi nào ít đau đớn mà lại chết nhanh nhất. Tuy rằng tài bắn súng của ông ta rất bình thường, nhưng vì nổ súng ở khoảng cách gần nên chuẩn xác bắn trúng vào đầu họ. Hai lính gác kia đến lúc chết vẫn không hiểu nổi vì sao Sato Suichi lại bắn mình. Cửa kho vũ khí rất nặng, một mình Sato Suichi phải dùng rất nhiều sức mới đẩy ra được ông ta biết mình phải hành động thật nhanh, bởi vì tiếng súng vừa rồi chắc chắn sẽ dẫn những binh lính ở gần đấy tới. Thế là ông ta nhanh chóng tìm được thùng tình nguyện trẻ kia, sau đó nã súng vào cái thùng kia, nhưng không ngờ Sato Suichi đã nã hết đạn mà thùng tình nguyện trẻ vẫn còn nguyên không tổn hại gì, một tiếng vang cũng không có. Sato Suichi ngây người, ông ta quay sang tìm xà Ben để cậy mở thùng gỗ, kết quả đúng là bên trong chứa đầy tình nguyện trẻ nhưng vì sao khi bị đạn bắn vào nó lại không nổ? Ngay tại lúc ông ta đang mờ mịt không hiểu, thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên, ông ta phát hiện có hai chiến sĩ siêu cấp thối rửa đang đi siêu vẹo về phía mình. Sato Suichi định nổ súng bắn chết họ nhưng lại phát hiện súng đã không còn đạn. Ngay trong lúc nguy cấp, Sato Suichi bỗng nhớ đến trước khi tới Trung Quốc, họ đã từng học một khóa quân sự với chuyên gia vũ khí. Trên lớp học một thầy giáo đã từng nói, mặc dù tình nguyên trẻ thuộc về loại thuốc nổ tương đối mạnh, nhưng tính chất của nó rất ổn định, không dễ bị kích nổ, dù cho bị đạn bắn trúng cũng không nổ được, trừ phi dùng ngòi nổ để dẫn nổ. Sato Suichi trợn mắt, ông ta là bác sĩ, bảo đi phẫu thuật cho bệnh nhân còn được, chứ đây là lần đầu tiên ông ta sợ đến thuốc nổ đấy. Chương 330, địch vây tứ phía. Sato Suichi biết, nếu nơi này có thức nổ tình nguyện trẻ thì chắc chắn cũng có ngòi nổ. Nghĩ tới đây, ông ta đi sang chỗ khác tìm kiếm. Đúng là có hộp đựng ngòi nổ ở một góc hẻo lánh cách đó không xa. Sato Suichi vui mừng, vừa định tiến lên cầm ngòi nổ thì cảm giác trên đầu mình bị bóng đen bao phủ. Lúc này ông ta mới nhớ tới hai chiến sĩ siêu cấp lúc nãy. Lòng ông ta nặng trĩu, xem chừng mình không thể hủy được nơi này rồi. Nhưng khi ông ta nghĩ mình sắp chết thì đột nhiên nghe thấy trên đầu mình vang lên hai tiếng súng. Hai gã chiến sĩ siêu cấp vừa rồi cũng ngã xuống đất. Sato Suichi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một binh lính với gương mặt tái nhợt đang đứng trước mặt ông ta. Sato Suichi thầm thở phào, thì ra ông ta được một binh nhất bình thường khá quen thuộc cứu. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của binh nhất này, không khó để biết anh ta đã bị thương. Binh nhất này nói cho Sato Suichi biết, trong động có rất nhiều chiến sĩ siêu cấp, họ cứ gặp người là cắn, chính anh ta cũng đã bị cắn rồi, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành như vậy. Sato Suichi thấy thần trí của người lính hiện giờ vẫn còn tỉnh táo nên hỏi anh ta có biết sử dụng thuốc nổ tình nguyện trẻ không. Anh lính binh nhất nghe xong thì tỏ vẻ mình có thể làm được. Thế là Sato Suichi bảo anh ta dẫn nổ cho thùng tình nguyện trẻ kia, tiêu hủy toàn bộ nơi ma quỷ này anh binh nhất hơi do dự sau đó quyết định cầm lấy ngòi nổ lúc này ở cửa lại có mấy chiến sĩ siêu cấp xông vào sato suichi lập tức đứng chắn phía trước binh nhất cố tranh thủ thời gian cho anh ta ông ta cầm một thanh sắt ngắn ở trong kho vũ khí quơ loạn xạ trước mặt mấy tên lính kia sau đó ông ta dẫn chúng ra khỏi kho vũ khí và chạy về nơi xa ngay lúc đang bị một đám chiến sĩ siêu cấp vây quanh thì ông ta nghe thấy một tiếng nổ rất lớn tất cả mọi hình ảnh đều biến mất ngay lập tức. Ký ức của Sato Suichi đến đây là kết thúc. Tôi biết sau tiếng nổ kia sẽ xảy ra một trận nổ lớn, nhưng không ngờ trận nổ này không khiến toàn bộ hang động bị sập như họ nghĩ, mà lại khiến ngọn núi bị sạt lở, dẫn tới tai họa cho thôn đầu trâu ở dưới chân núi. Một việc duy nhất đáng được ăn mừng là cuối cùng họ cũng đóng chặt được cửa hang động. Chờ khi tôi tỉnh lại thì phát hiện mọi người đang vây quanh mình Đinh nhất thì đề phòng xung quanh, dường như sợ sẽ có thứ gì đó trong bóng tối sông tới. Vừa nghĩ tới những chiến sĩ siêu cấp giống như zombie trong ký ức của Sato Suichi, lòng tôi dấy lên cơn sợ hãi, chẳng lẽ sau vụ nổ năm đó vẫn còn sót lại vài tên. Nghĩ tới đây, tôi chuẩn bị nói băng khoăn của mình cho mọi người biết, ngờ đâu đúng vào lúc này, tôi nhìn thấy tia sáng chiếu sau lưng chú Lê đột nhiên xuất hiện một gương mặt một rửa, quá hoảng sợ tôi cuốn quýt chỉ về đằng ấy đằng sau đằng sau có cái gì kìa mọi người cùng chiếu đèn pin về phía sau lưng chú lê vật kia giống như rất sợ ánh sáng nên lập tức lẫn trong bóng tối cứ tiếp tục chiếu sáng theo chân nó chúng tôi cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ cực kỳ đáng sợ của vật kia đinh nhất đến gần tôi và nói con dao thép của cậu đâu mau lấy ra đây tôi vội rút con dao trong ống quần ra nắm chặt nó trong tay tia sáng xung quanh quá mờ nên không ai biết thứ quái vật kia sẽ xông tới từ hướng nào bốn người trẻ tuổi chúng tôi vây chú lê vào giữa cùng dựa sát vào nhau mặt hướng ra bốn phía tuy tư thế phòng thủ hiện tại nhìn rất khoa học nhưng tôi biết sức chiến đấu của mình yếu nhất hội nếu phải đối đầu trực diện với thứ kia thì chắc tôi còn chẳng biết mình đã chết như thế nào nữa bình thường tôi vốn là đứa sợ ma bây giờ tôi càng sợ thứ này hơn tốt xấu gì thì ma cũng không phải là vật thật. Nhưng thứ này thực sự có tồn tại. Nếu ai trong số bọn tôi bị cắn phải thì chắc chắn là chết không nghi ngờ gì. Tôi nói cho mọi người biết thông tin về thứ này, không ai trả lời lại, chắc giờ họ cũng đang hối hận tại sao mình lại nhận công việc này. Thứ này giống như cương thi hả? Giọng nói trầm thấp của cổ thu giang vang lên. Chú Lê đứng trong vòng vây của chúng tôi nghe thế thì nói, có rất nhiều nguyên nhân khiến thi thể xảy ra biến đổi, nhưng không có loại nào phù hợp với thứ chiến sĩ siêu cấp này cả. La Hải đứng bên phải tôi đột nhiên lên tiếng hỏi, "Tiếng bảo, thứ này có nhược điểm gì không? Cứ nhất định phải chặt đầu xuống mới giết được chúng à?" Tôi suy nghĩ rồi nói, "Chặt đầu hay làm nổ đầu đều có thể giết được chúng, nhưng chúng ta tuyệt đối không được để chúng làm bị thương, nếu không hậu quả sẽ rất đáng sợ." còn nhớ vụ lần trước chúng ta đi Tân Cương không? Bỗng Đinh Nhất lên tiếng. Cậu muốn nói tới Triệu Cường và Lưu Tử Bình Á. La Hải quay sang hỏi anh ta. Đinh Nhất gật đầu, tình huống của bọn họ lúc đó rất giống những chiến sĩ siêu cấp này, rất có thể giữa chúng có sự liên quan nào đó. Chuyện lần ấy đến bây giờ vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của tôi. Chính lần đi ấy chúng tôi đã mất Triệu Cường và Lưu Tử Bình có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ đáng sợ của họ tôi biết cứ kéo dài tình trạng như bây giờ chắc chắn không phải biện pháp tốt vì trong trí nhớ của những người nhật bản kia thứ này không sợ ánh sáng vừa rồi nó tránh đi rất có thể là do bị nhốt trong hang tối này quá lâu nên khi thình lình nhìn thấy ánh sáng mới không chịu nổi nhưng tôi biết đó chỉ là tạm thời thôi đợi khi nó thích ứng với ánh sáng đến lúc đó người thê thảm chính là chúng tôi rồi hiện giờ trong số chúng tôi không ai có súng cả nếu chỉ dựa vào dao nói thật tôi không hề có khả năng chém một cái đứt đầu đâu tôi nói khẽ với mọi người làm sao bây giờ chúng ta có nên lập tức rút khỏi đây không đinh nhất lắc đầu chỉ sợ là đã muộn rồi nếu thứ vừa rồi chính là chiến sĩ siêu cấp năm đó thì chắc chắn trong này không chỉ có một con thôi đâu trời mới biết lát nữa sẽ có bao nhiêu con đuổi theo muốn cắn chúng ta nghe anh ta nói kiểu đó lòng tôi càng run rẩy hơn tôi xem nhiều phim zombie rồi không ngờ cũng có một ngày mình sẽ bị zombie giết chết ngay tại lúc chúng tôi vội vã cuống cuồng nhìn xung quanh tôi đột nhiên cảm thấy khắp nơi đang có rất nhiều thi thể từ từ tới gần số lượng rất nhiều khiến tôi không rảnh để bận tâm những ký ức của họ khi còn sống bọn chúng tới tôi nói với giọng run rẩy quả nhiên từng cái thây khô quắc với gương mặt một nát không còn hình dáng của đám lính Nhật đang chậm rãi đi ra từ trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên tôi được chính thức nhìn thấy quỷ Nhật Bản. Nhưng nó đáng sợ hơn tôi nghĩ rất nhiều, bởi vì bây giờ họ không được tính là con người nữa rồi. Lúc này La Hải nói với Đinh Nhất, nhóc tiểu Đinh, lát nữa chúng xong tới, cậu bảo vệ cho tiếng bảo nhé, sư phụ cậu cứ giao cho chúng tôi. Chương 331, Oshima Koichi đinh nhất khẽ gật đầu với la hải sau đó yên lặng lấy trong người ra một con dao khác tôi biết trên người anh ta lúc nào cũng mang theo hai con dao lúc nguy hiểm bình thường chỉ cần một con là anh ta có thể giải quyết rồi nhưng một khi đinh nhất phải lấy ra con dao thứ hai vậy có nghĩa là muốn liều mạng với đối phương ngay lúc tôi còn đang kinh hoảng không biết phải làm thế nào bây giờ thì mấy con quái vật như thể đã bằng bạc xong chúng cùng nhào về phía chúng tôi trong nháy mắt Đinh Nhất thấy đám quái vật đánh tới thì vội kéo tôi ra phía sau mình, rồi anh ta giơ chân đá nghiêng làm con quái vật vừa rồi lao về phía chúng tôi bay tới một đống đá vụn. Nếu người bình thường bị Đinh Nhất đá như thế mà không gãy cái xương sườn nào thì tôi mang họ của tên đó luôn, nhưng thứ không giống người này lại chẳng làm sao, chậm chạp bò dậy, tiếp tục nhào về phía chúng tôi. Đinh Nhất nhìn cái tên đang bò dậy thì khoát tay, phi con dao bạc trong tay ra con dao lập tức đâm ngập vào mi tâm của gã chiến sĩ siêu cấp kia cơ thể gã hơi lắc lư rồi ngã xuống đất không động đầy nữa xem ra đánh vào đầu thật sự có thể giết được bọn chúng la hải và cổ thu giang thấy thế thì học theo chém vào đầu của những chiến sĩ siêu cấp kia đặc biệt là cổ thu giang anh ta không có dao nên đành phải vác một cái xẻng công binh lên ly mạnh vào một tên chiến sĩ siêu cấp làm đầu hắn bay mất một nửa trước mắt Mặc dù chúng tôi đã biết cách giết chết những chiến sĩ siêu cấp này, nhưng tình hình chiến đấu hiện giờ vẫn rất căng thẳng. Bởi vì số lượng của chúng quá nhiều, bên chúng tôi chỉ có 5 người, trong đó hai người không hề có chút năng lực chiến đấu nào là tôi và chú Lê. Còn trong cái hang động này hiện tại có bao nhiêu chiến sĩ siêu cấp? Tôi tính toán đơn giản một phen, năm đó trong động này có khoảng 70 tên quỷ Nhật Bản. Bỏ đi mấy người bị ăn sạch không còn chút nào và mấy tên đã chết trước khi bị cải tạo, Đoán chừng hiện giờ trong động này còn khoảng 35 tên. 35 đối đầu với 5 người, phần thắng đúng là quá nhỏ. Nếu bất kỳ người nào trong chúng tôi bị bọn chúng cắn bị thương thì chắc chắn sẽ tái hiện lại lịch sử ở Tân Cương, đấy là tình cảnh mà tôi không muốn nhìn thấy nhất. Ngay lúc tôi đang hoảng hốt thì có càng nhiều chiến sĩ siêu cấp xông tới, bọn quái vật này đã mấy chục năm rồi chưa được nếm qua vị thịt, làm sao chúng chịu từ bỏ đây? Đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi lúc trước nơi này là trụ sở bí mật của quân nhật dù cho sau đó nó bị nổ tung nhưng chắc vẫn còn một số vũ khí không bị phá hủy chứ dù sao cái động này cũng rộng lớn thế cơ mà nghĩ vậy nên tôi nói lớn chúng ta rút lui dần về phía bên cạnh nhìn xem có tìm được vũ khí gì không đinh nhất giúp tôi ngăn một chiến sĩ siêu cấp đang lao tới nghe thấy tôi nói vậy anh ta lập tức kéo tôi đi vào sâu trong hang động hai người La Hải kẹp chú Lê ở giữa cũng đi theo chúng tôi. Thực chất chuyện nhân số ít không phải là trở ngại lớn nhất của chúng tôi, ánh sáng trong hang này thực sự quá mờ. Đèn pin trong tay chúng tôi chỉ có thể soi trong khoảng cách 3 mét, ở chỗ xa hơn thì không thể nhìn thấy được gì. Bọn đinh nhất không thể nhìn thấy rõ những chiến sĩ siêu cấp đang núp trong bóng tối, chỉ có tôi là có thể cảm giác được khoảng cách giữa mình và chúng. Nhưng có một chuyện khiến tôi cảm thấy rất kỳ quái, đáng lý ra những quái vật này đã nhiều năm chưa từng thấy thịt người, hẳn tất cả phải lao về phía chúng tôi mới đúng. Nhưng vừa rồi rõ ràng có rất nhiều chiến sĩ siêu cấp vây quanh, nhưng chỉ có mấy tên tấn công thôi. Tại sao tôi có cảm giác như bọn chúng đang muốn thăm dò khả năng chiến đấu của chúng tôi vậy? Tôi vội nói lớn với bọn La Hải cách đó không xa, "Anh Hải, mọi người cẩn thận nhé, em có cảm giác đám quái vật này như đang thử thăm dò thực lực của chúng ta." la hại hét lên với tôi không thể nào chẳng phải cậu nói bọn chúng không có tư duy à tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu nên trả lời anh ấy em cũng không biết trong ký ức của những người nhật bản kia thì đúng là bọn chúng không hề có tư duy ngay tại lúc hai chúng tôi đang cao giọng nói chuyện với nhau thì càng nhiều chiến sĩ siêu cấp đang từ từ tới gần còn chúng tôi lại không hề tìm thấy bất cứ thứ vũ khí nào trên đất nếu năm đó thật sự xảy ra nộ lớn thì vì sao vết tích của nó lại không còn rõ ràng nữa? Có cảm giác như có ai đó từng dọn dẹp ở đây ấy. Không đúng, nhất định đã xảy ra vấn đề ở đâu đó, chỉ là nhất thời tôi không có bất kỳ manh mối nào mà thôi. Lúc này Đinh Nhất vừa dùng dao cắt cái đầu của một gã chiến sĩ siêu cấp, thứ chất lỏng không giống máu vậy tung tóe lên người hai chúng tôi, hương vị kia đặc biệt khỏi phải nói giống hệt như một hộp đậu phụ thối quá hạn bảy mươi năm vậy. Tôi thực sự không nhịn được nữa mà nôn ra. Đinh Nhất căng thẳng hỏi tôi thế nào? Máu của nó vẫy vào miệng cậu à? Tôi xua tay với anh ta, không phải, không phải. Mùi này quá buồn nôn thôi. Không sao, anh không cần phải để ý đến tôi đâu. Đang nói, tôi đột nhiên cảm giác được một chiến sĩ siêu cấp rất quen thuộc đang đi về phía mình. Đinh Nhất đang xem xét tình huống của tôi. Đột nhiên thấy người tôi cứng lại, anh ta vội hỏi tôi bị làm sao. Tôi chỉ về phía bóng tối đằng xa và nói, "Oshima-koji, ông ấy đang đi về phía chúng ta." "Cái gì? Ông ta không chết à?" La Hải khó tin hỏi. Xem ra vụ nổ năm đó chỉ bịt kín cửa hang chứ không gây ra tổn thất gì lớn đối với những chiến sĩ siêu cấp này. Thật không biết chúng đã làm thế nào để sống sót trong động mấy chục năm qua chẳng lẽ đám chiến sĩ siêu cấp này không cần đồ ăn cũng sống được ư chú lê im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng bây giờ bọn chúng hành động chậm chạp rất có thể là do nhiều năm rồi chưa được ăn gì những vật này tuy không giống với cương thi truyền thống nhưng bản chất cũng không khác là bao mọi người phải hết sức cẩn thận không được để chúng cắn hoặc cào bị thương đấy nghe chú lê nói xong tôi cũng an tâm hơn một chút lúc đầu tôi cứ tưởng là chú ấy sợ quá nên không nói được câu nào chứ thế là tôi bèn trêu chọc chú chú lê chú nhất định phải cẩn thận đấy trong mấy người chúng ta sức chiến đấu của chú là thấp nhất cháu thấy hình như bọn chúng cũng có tư duy chưa biết chừng chúng sẽ chọn chú để ra tay ai ngờ chú lê nghe tôi nói thế thì không phục sao chú lại có cảm giác là sức chiến đấu của hai chúng ta ngang nhau nhỉ mà âm khí trên người cháu còn nặng hơn chú chắc chắn bọn chúng sẽ thích cháu hơn rồi Tôi vừa định nói lại thì cảm giác Oshima Koichi đã đứng ngay trước mặt. Oshima Koichi vừa xuất hiện, mấy gã chiến sĩ siêu cấp đang nhao nhao quanh chúng tôi lập tức trở nên yên tĩnh, không tiếp tục nhào tới nữa. Oshima Koichi mà tôi nhìn thấy trong ký ức của Sato Suichi có gương mặt rất nhã nhặn, ông ấy luôn đeo một cặp kính cận. Nhưng Oshima Koichi trước mắt chúng tôi đây lại khác một trời một vực so với người trong trí nhớ của Sato Suichi chương 332, từ trên trời giáng xuống. Oshima coi chi trước mặt làn da tím xanh, trên người có từng khối đen, bên trên mắt trái có một vết thương trông rất rõ đã mục rửa đến tận xương. Vết thương này hẳn là xuất hiện khi vụ nổ xảy ra, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó trông rất kinh khủng. Một giọng nói khàn và trầm bật ra từ miệng ông ta. Ấy vậy mà ông ta lại nói một câu tiếng Nhật. Tất cả chúng tôi đều bị sốc vào lúc ấy, Ông ta có thể nói chuyện. Mặc dù chúng tôi không hiểu ông ta nói cái gì. Oshima coi chi thấy chúng tôi không có phản ứng gì thì dường như hiểu ra cái gì đó. Sau đó ông ta dùng thứ tiếng trung sức sẹo nói với tôi, thì Ra, cậu, là, gã, người, trung, quốc, đã, dò, xét, linh, hồn, của, tôi. Tim tôi đập mạnh. Lão già này còn biết tôi đã từng nhìn trộm linh hồn của lão, xem ra ông ta mới là vật thí nghiệm duy nhất thành công trong kế hoạch chiến sĩ siêu cấp năm đó. Tôi bèn cả gan nói với ông ta, "Oshima Koichi, chẳng lẽ ông đã quên mất tính toán ban đầu của mình sao?" Khóe miệng của Oshima Koichi hơi nhếch lên thành nụ cười như có như không, khiến gương mặt ông ta càng thêm quái dị, "Oshima Koichi, rất lâu rồi ta không nghe thấy cái tên này." Nghĩ tới việc dù sao ông ta cũng là ông nội của khách hàng, không thể vừa gặp đã đánh nhau chứ. Hơn nữa, chuyến đi lần này của chúng tôi chủ yếu là tìm ông ta mà. Thế là tôi vội làm quen với ông ta, đúng rồi, ngài Oshima Koichi, ông còn nhớ Oshima Haidiki không? Khi nghe tôi đề cập đến cái tên Oshima Haidiki, vẻ mặt ông ta trở nên mờ mịt, giống như đang cố gắng nhớ xem chủ nhân của cái tên này là ai. Tôi sợ ông ra không nhớ ra, bèn tốt bụng nhắc nhở, ông ấy là con trai của ông đấy. Đúng rồi, ông còn một người cháu trai tên là Oshima Ma sao nữa. Chính ông ta đã ủy thác nhờ chúng tôi đến tìm kiếm hài. Tìm kiếm ông. Suýt chút nữa đã nói ra là đến tìm kiếm hài cốt của ông ta rồi. May mà tôi kịp phản ứng. Nhưng Oshima Koichi lại tự hồ không cảm thấy hứng thú với những gì tôi nói, dựa vào nét mặt Tôi có thể nhìn ra ông ta đã không còn tình cảm của con người nữa, đương nhiên sẽ không quan tâm mình có cháu trai hay cháu gái. Bây giờ là thời gian nào rồi? Oshima Koichi đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Tôi thuận miệng đáp, chắc hơn 3 giờ chiều. Oshima Koichi lắc đầu, không phải, tôi hỏi cậu hiện tại là năm chiêu hòa thứ mấy? Lần này tôi lại không hiểu ông ta có ý gì, cái gì mà năm chiêu hòa thứ mấy? Chú Lê đứng đằng sau tôi đột nhiên nói, thời đại thiên hoàng Nhật Bản đã kết thúc từ lâu rồi, thiên hoàng chiêu hòa của các ông đã bị bệnh chết vào năm 1989, cách thời điểm hiện tại đã hơn 20 năm. Oshima coi nghe chú Lê nói xong cũng không có phản ứng gì quá lớn, ông ta chỉ lầm bầm, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi cơ à, chúng ta đều bị vây trong động đá vôi tâm tối này, không sống không chết. Nói thật tình huống bây giờ có hơi xấu hổ, tôi cũng không biết phải tiếp chuyện với ông ta như thế nào. Đâu thể nói là, Ngài Oshima Koichi, ông có muốn cùng chúng tôi trở về gặp cháu của mình không? Nhưng với chân dung hiện giờ, đừng nói là gặp cháu của ông ta, chỉ cần gặp bất cứ người nào ở bên ngoài cũng có thể dọa họ sợ chết khiếp rồi. Đột nhiên, đám chiến sĩ siêu cấp bỗng nên bạo động khác thường, dường như bọn chúng đang muốn nhào lên chúng tôi chỉ còn thiếu mỗi mệnh lệnh của Oshima Koichi nữa thôi. Oshima Koichi bỗng khoát tay, chung quanh lại trở nên yên tĩnh. Tiếp đó ông ta chỉ vào tôi và nói, cậu là người rất đặc biệt, có thể nhìn trộm được linh hồn của tôi. Tôi rất thích cậu, muốn cậu ở lại trở thành một đội viên của chúng tôi, trở thành chiến sĩ siêu cấp vĩ đại. Tôi lập tức luống cuốn chân tay. Ý gì vậy? Muốn tôi ở lại, còn để tôi trở thành chiến sĩ siêu cấp Tôi không muốn biến thành dáng vẻ giống như của họ đâu. Không giống người cũng chẳng giống ma. Tôi vội lắc đầu quay quậy như trống bỏi, Không cần khách sáo như vậy. Tư chất của tôi quá kém. Không xứng trở thành một đội viên của mấy người. Oshima coi chi hừ lạnh. Xứng hay không là do ta quyết định. Nói rồi ông ta vung tay lên. Lập tức có mấy chiến sĩ siêu cấp đi tới chỗ chúng tôi. Xem dáng vẻ của chúng chẳng khác gì chó đói gặp cục xương lúc ấy tôi thực sự rất sợ cả đoàn chúng tôi sẽ cứ thế chết ở chỗ này tôi vội nói với đinh nhất nếu tôi bị bọn họ cắn thì anh phải chặt đầu tôi xuống đấy tôi không muốn mình biến thành bộ dáng quỷ quái như thế này đâu đinh nhất nghe xong thì tức giận nói muốn chết cùng chết có tôi ở đây cậu sẽ không bị cắn trừ phi tôi chết tôi cảm thấy hơi an tâm thật ra tôi chỉ chờ câu nói này của đinh nhất thôi muốn chết cùng chết muốn sống cùng sống lúc này mấy quái vật kia đã đến rất gần đinh nhất la hải và cổ thu giang đều cố gắng chắn tôi và chú lê ở sau lưng thế nhưng mấy tên này như thể đã bàn bạc trước với nhau vậy tất cả bọn chúng đều xông đến chỗ tôi đinh nhất che chở cho tôi lùi đến trước một nhũ đá rất lớn lúc này trên người anh ta đều là máu đen của đám chiến sĩ siêu cấp kia nhưng cho dù vết thương gây ra cho chúng có sâu đến mức nào chỉ cần không chém được tới đầu thì chúng vẫn có thể tiếp tục nhào tới còn nếu chúng tôi bị chúng làm bị thương dù chỉ là một vết nhỏ cũng sẽ rơi vào cảnh vô vọng nhìn đinh nhất cả người đầy máu đen tôi vô cùng sợ trong đó có lẫn máu của anh ta dù gì bây giờ trên người trên mặt anh ta đều là máu căn bản không thể phân biệt được đâu là máu của anh ta đâu là máu của đám kia anh không sao chứ trên người có vết thương nào không tôi thở hổn hển hỏi đinh nhất lắc đầu nhưng không trả lời tôi giờ rút này nếu không phải Đinh Nhất vẫn luôn ở cạnh bảo vệ thì không biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi. Ngay lúc hai chúng tôi đều đang chăm chú nhìn những tên quái vật trước mặt, đột nhiên có một gã chiến sĩ siêu cấp thừa dịp chúng tôi không để ý lặng lẽ bò trên nhũ đá xuống. Chờ đến khi Đinh Nhất phát hiện ra thì gã đó đã từ phía trên nhào tới chỗ tôi rồi. Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên từ cửa động truyền đến một loạt tiếng súng đoàn đoàn đoàn, tiếp đấy tôi cảm giác một thứ chất lỏng tanh hôi bắn vào mặt mình mà cái gã vừa rồi muốn nhào về phía tôi cũng rơi xuống đất, chết thẳng cẳng. Tiếng súng, tôi khẳng định mình không nghe nhầm, vừa rồi chính là tiếng súng, nhưng đinh nhất, la hải, đều đang ở bên cạnh tôi, trong tay họ làm gì có súng. Bây giờ ở trong hang động này, ngoài trừ họ thì còn ai có thể nổ súng cứu tôi nữa. Đột nhiên, một tiếng nói quen thuộc truyền đến từ hướng tiếng súng vang lên, trương tiếng bảo, chưa chết đấy chứ chưa chết sao còn không bò dậy cho bà đây hả? Tôi nghe mà giật mình, đây chẳng phải là giọng nói của hàng cẩn ư. Chương 333, Bảy Liên Hoàng Dù thế nào tôi cũng không ngờ, vào giây phút hiểm nghèo như vừa rồi, hàng cẩn lại từ trên trời giáng xuống cứu mạng mình. Sau khi nghe ra giọng của cô ta, tôi lập tức bò dậy, khó tin nhìn về phía tiếng động phát ra, đúng là người đàn bà đó. Hàng cẩn mặc đồ bó liền thân, tay cầm một khẩu súng máy, muốn ngầu bao nhiêu thì ngầu bấy nhiêu. Phía sau cô ta còn có mười mấy người đàn ông ăn mặc không khác là bao, mỗi người đều là súng vác vai, đạn lên nòng, vũ khí đầy đủ. Nhưng ngay sau đó tôi lại nghĩ đến chuyện tại sao hàng cẩn lại xuất hiện ở chỗ này. Là trùng hợp hay là cô ta vẫn luôn theo dõi chúng tôi đây? Hàng cẩn thấy tôi cứ ngơ ngác nhìn mình thì cười nói, sao vậy? Đừng mặc ra làm gì thế? vừa rồi nếu không phải tôi cứu mạng nhỏ của cậu thì lúc này cậu đã sớm giống như mấy tên nhóc nhật bản kia rồi ân tình này là cậu nợ tôi đợi sau này ra ngoài hãy trả lại nếu là ngày thường chắc chắn tôi sẽ không ngoan ngoãn để cô ta cười nhạo nhưng bây giờ người ta vừa mới cứu mạng mình tôi không tiện dùng thái độ như trước nữa vì thế tôi xấu hổ cười ngây ngô nói ha ha cảm ơn nhé Lúc này Oshima Kochi ở phía xa đột nhiên lại gây khó dễ, ra lệnh cho chiến sĩ siêu cấp bắt đầu tấn công chúng tôi. Hàng cận thấy thế lập tức mang theo người của mình chạy tới, sau đó ném cho nhóm ba người đinh nhất mỗi người một khẩu súng máy và nói, đóng lấy. Sau đó có thể giữ mạng hay không thì phải xem bản lĩnh của chính mấy người. Nói xong cô ta và cấp dưới bắt đầu nhanh chóng nã đạn vào những chiến sĩ siêu cấp đang liên tục đổ xô đến đây. Bởi vì tôi và chú Lê không có súng nên phải tìm một chỗ ẩn nấp an toàn trong làng mưa bơm bão đạn, đồng thời cũng phải đề phòng đừng để cho con quái vật nào để mắt tới. Oshima Koichi vừa thấy thuộc hạ của mình bị tổn thất thì rít gào, sau đó nhanh chóng di chuyển tới chỗ nhóm người hàng cẩn. Động tác của ông ta nhanh tới mức làm người ta liếu lưỡi, quả thực giống như người hùng tia chớp trong phim truyền hình Mỹ. Một thuộc hạ của hàng cẩn còn chưa phản ứng kịp đã bị ông ta dùng hai ba nhát xé nát máu tươi ấm nóng tung tóe đầy đất. Mấy chiến sĩ siêu cấp bên cạnh ông ta thấy vậy đều lập tức quỳ rạp xuống đất uống từng ngụm từng ngụm. Tôi thấy mấy cái thứ này không màng đến kẻ địch phía sau, cứ nằm sắp xuống uống liền hô to với nhóm hàng cẩn, không thể để bọn chúng uống. Mau nổ súng trước đi, chỉ cần chúng ăn máu thịt thì sẽ càng khó đối phó hơn. Hàng cẩn nhanh chóng bắn nổ đầu từng con một, Oshima coi chi thấy thế thì gầm lên giận dữ nhằm vào cô ta. Còn may võ nghệ của hàng cẩn cũng không kém, cô ta nhảy lên một đoạn thạch nhũ, sau đó quay đầu lại bắn mấy phát súng. Đáng tiếc là quá vội nên cũng không bắn trúng đầu Oshima Koichi. Mấy tên thuộc hạ của hàng cẩn thấy cô ta bị bao vây thì đều nhắm vào Oshima Koichi nổ súng tới tấp. Ông ta vừa thấy nhiều đạn đồng thời bắn về phía mình thì nhanh chóng bò dọc theo một cây thạch nhũ bên trên, muốn tìm đúng thời cơ nhào về phía tôi. May sao Đinh Nhất vẫn chú ý đến bên này, anh ta vừa thấy Oshima Koichi chạy lên trên đầu chúng tôi thì biết ngay là ông ta muốn đánh lén, bởi vì bây giờ tôi và chú Lê mới là mắt xích yếu nhất. Vì thế Đinh Nhất nã một băng đạn lên bên trên đầu chúng tôi, tuy không biết có bắn trúng Oshima Koichi phát nào không, nhưng chúng tôi lại bị đất đá rơi xuống đầy đầu. Chờ sau khi tiếng súng bên nhóm hàng cẩn ngừng lại, tôi phát hiện phần lớn chiến sĩ siêu cấp đều đã bị bọn họ bắn nổ đầu. Số lượng cá lọt lưới còn lại không nhiều lắm cũng không biết đã chạy trốn theo Oshima Koichi đến nơi nào rồi. Người của hàng cẩn được đào tạo có hệ thống nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Trong lúc giao chiến vừa rồi họ đã chết hai người, đều là bị Oshima Koichi cắn chết, xé nát. Bọn họ dồn tất cả thi thể lại với nhau, sau đó đổ xăng lên châm lửa thiêu. Tôi thấy vậy cuốn quýt hỏi hàng cẩn, thiêu ở đây không sao chứ? Chỗ này đã từng có kho vũ khí mà hàn cẩn quay đầu lại liếc nhìn tôi như suy tư gì đó được đấy chuyện cậu biết còn rất nhiều nhỉ vậy cậu nói xem kho vũ khí ở chỗ nào vậy vẻ mặt tôi nhìn hàn cẩn đầy ngờ vực trong lòng âm thầm tính toán mục đích lần này bọn họ chạy tới chen ngang rất rõ ràng nhất định không phải là vì giúp oshima Masao sao tìm ông nội của ông ta tôi càng nghi ngờ lần này họ vẫn giống như hai lần trước cũng cảm thấy hứng thú đối với kế hoạch chiến sĩ siêu cấp Thậm chí tôi vẫn luôn nghi ngờ rằng tài liệu quan trọng trong tay gã người Đức gặp ở sông băng Ruogu lần trước, có thể chính là cái thứ chiến sĩ siêu cấp này. Nghĩ như vậy, giữa họ nhất định có tồn tại mối liên hệ nào đó, mà tập đoàn Thái Long của Hàng Cẩn lại dùng hết sức để tìm kiếm khắp nơi cái loại virus đã biến đổi Oshima Koichi thành hình dạng như hiện tại. Cho dù thứ này rơi vào tay ai cũng đều sẽ trở thành tai họa ngầm cả bởi vì nó không phải thứ loài người có khả năng khống chế được. Nghĩ đến đây, tôi cười với hàng cẩn và nói, những thứ ở đây năm đó đều bị một quân y tên Sato suichi phá tan rồi. Trừ những tên chiến sĩ siêu cấp đó may mắn còn sống sót, tất cả những thứ khác đều đã hóa thành cho tàn. Nhưng hàng cẩn lại không dính bẫy của tôi, có bị nổ thành cho tàn hay không chỉ có đi tìm mới biết được. Lần trước ở sông Băng Ruogu cậu đã lừa tôi một lần, cậu cho rằng lúc này tôi còn có thể tin tưởng cậu à? Xì, tin hay không tùy cô, tôi bực dọc nói. Lúc này ánh lửa thiêu hủy thi thể gần như chiếu sáng một nửa sơn động, mùi tanh tưởi đi kèm với hơi nóng thuốc tới, hung khiến tôi ghê tởm. Các người dùng cách thiêu như vậy, đến lúc đó dưỡng khí trong động đều sẽ bị tiêu hao hết mất, tôi không bằng lòng nói với hàng cẩn. Nhưng hàng cẩn lại lắc đầu nói, không đâu, cậu cứ yên tâm đi, tôi dám cam đoan hang động này có lỗ thông gió chẳng qua là nó quá nhỏ nên mấy con quái vật này không chui ra được thôi lúc này một thuộc hạ của cô ta đã đi tới nói là lưới bắt thú đã chuẩn bị xong hàng cẩn gật gật đầu được lát nữa cố hết sức bắt sống đặc biệt là oshima koichi nếu chúng ta thực sự không tìm thấy bất kỳ tài liệu có ích nào vậy chỉ có thể bắt về một mẫu vật sống thôi nghe là biết họ có chuẩn bị mới đến mà Tôi nhịn không được hỏi hàng cẩn làm sao tìm tới đây được. Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn theo dõi chúng tôi? Hàng cẩn nghe thế thì cười thần bí nói, thật ra là chúng tôi bảo Oshima ma sao tìm đến các cậu, bằng không một người Nhật Bản như ông ta làm sao mà biết các cậu được chứ. Tôi nghe thế thì sợ hãi, ngay từ đầu bọn họ đã thiết kế một cái bẫy cho chúng tôi chui vào, thế này không phải cũng giống lần trước đi Vân Nam hay sao? Tìm người giả mạo là con cháu của Đỗ Hân Quốc thuê chúng tôi đi tìm thi thể của ông ta, nhưng trên thực tế lại là đi tìm tài liệu cơ mật của gã người Đức kia. Vì sao mấy người cứ luôn quấn lấy chúng tôi không bỏ vậy? Tôi nói mà tức muốn học máu. Hàng Cẩn cười khúc khích nói, vậy chứng minh là cậu có bản lĩnh đấy chứ. Lại nói, các cậu không phải cũng có được chỗ tốt rồi sao? Cậu nói thử xem hai lần này có lần nào các cậu đi không công không? Chương 334 mồi nhử trong lưới. Tôi vừa thấy dáng vẻ giảo biện kia của hàng cẩn thì nổi giận. Nhưng bây giờ lại chẳng làm gì được bọn họ. Trước tiên không nói, tốt xấu gì sự xuất hiện của họ cũng đã cứu chúng tôi một mạng, mà mỗi người họ đều súng vác vai, đạn lên nòng thế kia, chúng tôi cũng đâu dám đối đầu với họ chứ. Nhưng nghĩ đến mỗi một lần trúng bẫy của bọn họ, sau đó lại gặp phải nguy hiểm, tôi vẫn hận hứa cả răng lúc này tôi thấy những thi thể kia đã bị thiêu sắp xong hết thì cảm giác có hơi kỳ quái đáng lý ra cùng lúc thiêu nhiều thi thể như vậy sao có thể xong nhanh thế chứ nhưng cũng không biết vì sao mấy thi thể chiến sĩ siêu cấp này cứ như là được tẩm dầu vậy gặp lửa là bén rất nhanh những thi thể đã thiêu xong xem như không còn nguy hiểm nhưng nghĩ đến mấy con đã bỏ chạy tôi không khỏi có chút lo lắng đúng lúc tôi đang miên man suy nghĩ mấy gã thuộc hạ của hàng cẩn chạy tới nói với cô ta là không tìm thấy bất kỳ tài liệu chữ viết nào trong động, cũng không hề nhìn thấy mấy chiến sĩ siêu cấp chạy trốn. Hàng cận cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, tìm mấy anh em trong chừng cửa động, mấy thứ này biết cửa động đã mở, hẳn là sẽ muốn chạy ra ngoài, có thể giăng lưới ở đó để bắt giữ. Mấy người kia gật gật đầu rồi thực hiện mệnh lệnh. Lúc này Hàng Cẩn đột nhiên xoay người nói với tôi, Tiến Bảo, vừa rồi có phải tôi đã cứu cậu một mạng không hả? bây giờ tới lúc cậu báo đáp tôi rồi đấy. Tôi nghe thế thì nghĩ thầm, cái báo ơn này cũng tới nhanh quá đi chứ. Nhưng mà lại ngại từ chối ngay, trước không quan tâm những nguy hiểm của chúng tôi có phải do cô ta đưa tới hay không, nhưng dù sao người ta cũng đã cứu mạng mình trong lúc mấu chốt. Vì thế tôi dè dặt hỏi cô ta, cô có ý gì? Muốn tôi báo đáp cô thế nào? Hàng Cẩn vừa thấy dáng vẻ căng thẳng của tôi thì cười đáp, cậu đừng sợ. Yên tâm, Tôi sẽ không để cậu đối đầu chính diện với những chiến sĩ siêu cấp đó đâu. Chỉ cần cậu làm con mồi, vừa rồi tôi nghe nói gã Oshima Koichi kia cảm thấy rất hứng thú với cậu mà. Tôi nghe mà lòng lão đảo, "Mẹ ơi, bảo tôi đi làm con mồi, vậy không phải là muốn mạng nhỏ của tôi à? Sớm biết như vậy thì vừa rồi cũng đừng có cứu tôi." Đinh Nhất thấy mặt tôi đỏ lên không đáp lại thì dứt khoát trả lời thay, "Không được, cửa cũng không có." Hàng Cẩn vừa nghe tôi không muốn đi thì lập tức trở mặt nói, thế nào? Nam tử hán đại trường phu nói chuyện lại không giữ lời gì hết sao? Con người của tôi ấy à, tuy rằng trời sinh nhát gan, nhưng mà cũng không chịu được kích thích, đặc biệt là phụ nữ khích, tuyệt đối là khích phát dính luôn. Không còn cách nào, tôi đành phải bất chấp khó khăn mà lên thôi. Tuy rằng tôi biết làm mồi nhữ rất nguy hiểm, nhưng cũng không tin hàng Cẩn có thể vừa bắt đầu đã hại chết tôi khi tôi nhìn thấy cái lưới bắt thú kia cũng bị dọa cho choáng váng. Thế này có phải quá lớn rồi không? Hơn nữa, tôi nhìn kỳ chất liệu làm lưới này, hẳn là không phải dây thần bình thường gì, mà là gân trâu bệnh lại. Đừng nói bắt Oshima Kochi, phỏng chừng là bắt bò tót cũng không có vấn đề. Mà tôi thì bị bố trí ở một mảnh đất tương đối trống trải, sau đó hàng cẩn còn bày một thùng máu tươi nóng ấm ở trước mặt tôi phỏng chừng là bọn họ bắt động vật nào đó trong núi để làm thịt lấy máu Ngửi thấy mùi máu tươi tanh ngọt dạ dày tôi bắt đầu cuồn cuộn từng cơn tuy rằng đinh nhất nổi giận vì tôi đồng ý yêu cầu của hàng cẩn nhưng vẫn núp ở gần đó cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ sự an toàn của tôi thời gian trôi qua từng giây từng phút nhưng xung quanh tôi vẫn rất yên tĩnh như cũ tôi đã bắt đầu cảm thấy trên người mình tản ra mùi máu tươi nhớp nháp đột nhiên đang lúc tôi rối rắm vì mùi hương trên người mình, một bóng đen lặng lẽ bò xuống từ nhánh thạch nhũ, chậm chậm tiến sát về phía tôi. Lúc này tim tôi đã vọt lên đến cổ họng, nếu đinh nhất và hàng cẩn đều chậm một bước, phỏng chừng tôi sẽ trở thành lương thực dự trữ qua mùa đông của cái thứ kia mất. Tôi tận mắt thấy thứ kia đang từng bước một tới gần, lại không thấy cái lưới bắt thú của nhóm hàng cẩn có động tĩnh gì, xem ra thời khắc mấu chốt vẫn phải trông cậy vào đinh nhất mới được kết quả cũng không biết có phải tên kia bởi vì quá khát vọng được ăn thịt uống máu của tôi hay không đột nhiên nó lại không có kiên nhẫn như vừa rồi nhây mắt đã tăng tốc nhào thẳng về phía tôi dọa tôi phải nhắm mắt lại theo bản năng chỉ nghe được một tiếng phập tiếp theo ngoại trừ một luồng gió tanh thổi lên mặt tôi thì đều không sót lại cảm giác gì khác nữa khi tôi mở mắt ra nhìn mới phát hiện vừa rồi cái gã vẫn luôn mơ ước thân thể của tôi kia lúc này đang lăn lộn quằn quại khắp nơi trong lưới bắt thú, đáng tiếc gã làm thế nào cũng không thoát ra được. Người ở chung quanh nghe đã bắt được, thì đều cầm đèn pin nhau nhau chiếu về phía lưới bắt thú, nhưng rất nhanh đã không còn vẻ hưng phấn như vừa rồi. Tôi cũng tò mò thọ đầu xem, phát hiện trong lưới căn bản không phải Oshima Kochi gì cả, mà chỉ là một người mặc quân trang binh lính cấp thấp bình thường của Nhật Bản. Đừng nói là họ, ngay cả tôi cũng thất vọng một hồi, cách này chỉ có thể dùng một lần. Lấy chỉ số thông minh của Oshima Koichi hiện giờ, không có khả năng ông ta lại chui vào cái lưới này nữa. Thuộc hạ Hà của hàng cẩn cũng không biết nên làm gì bây giờ, tới tấp nhìn hàng cẩn. Cô ta càng tức giận đá tên người Nhật Bản trong lưới, tìm lòng sắt nhốt lại trước, sau đó lấy súng kích điện tới đây. Súng kích điện có được không? Đối phó người thường còn tạm chấp nhận, nhưng là lấy điện đấu với Oshima Koichi. Tôi thấy cô ngại mạng dài quá hả? Tôi nghi ngờ nói. Nhưng hàng cẩn lại liếc tôi và nói, cậu biết cái gì? Loại súng kích điện này do chúng tôi chế tạo đặc biệt, cường độ dòng điện cao gấp 10 lần súng điện bình thường. Chỉ cần trúng vào người những quái vật đó, tôi bảo đảm bọn chúng sẽ lập tức bị điện giật tê liệt. Thấy cô ta nói lợi hại như vậy, tôi cũng muốn nhìn cái súng kích điện kia một chút xem trông thế nào. Kết quả lúc sau người của hàng cẩn đưa tới, tôi phát hiện cái súng kích điện này thoạt nhìn cũng giống như súng đồ chơi bình thường thôi vì thế lộ vẻ mặt cười nhạo nói sao mà giống như súng đồ chơi cho trẻ con thế tôi thấy cũng không có khác biệt gì mấy với súng kích điện bình thường hàng cẩn cười lạnh nói nếu không cậu thử đi xem xem nó có gì khác với súng kích điện bình thường không tôi nghe thế thì lui về phía sau nói ngay vậy thì không cần chỉ cần cô tự cảm thấy dùng tốt là được Hàng cẩn không rảnh cãi cọ với tôi, tự nói, nếu thứ này bắn vào người thường, nhất định sẽ bị điện giật chết ngay tại chỗ. Tôi thầm nghĩ trong lòng, vậy tôi vẫn nên trốn xa một chút đi. Đừng để đến lúc đang bị giật sắp chết, lại để Oshima Koichi lôi theo cái đệm lưng là tôi cùng bị điện giật. Ông ta thì không hề gì, chỉ cần không để đầu bị điện giật nổ tung là chắc chắn không chết được, nhưng tôi không thể bị giật thành hỏng người chứ. Không được, lần này tôi sẽ không làm mồi nhữ. Hàng cẩn thấy tôi nhìn cô ta với vẻ mặt căng thẳng thì cười nhạo nói, cậu đừng sợ, lần này không cần phải dùng cậu làm mồi nhữ, làm mồi lần này phải là người biết bắn súng mới được, bằng không sẽ bắn trật. Chẳng nói không bắt được Oshima Koichi, còn tặng cho lão một bữa tối mỹ vị đấy, thế thì mất nhiều hơn được. Cậu nói đúng không hả tiếng bảo?